chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Dương Râu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục điểm tin công nghệ trong ngày, được phát sóng vào 9 giờ sáng các ngày trong tuần. Và bây giờ sẽ là tin tức đầu tiên. Apple sẽ làm điều chưa từng có tại Việt Nam. Theo The Information, Apple đang lên kế hoạch sản xuất mẫu tai nghe Over-Ear AirPods Studio mới tại Việt Nam, nhằm mục tiêu đa dạng hóa chuỗi cung ứng bên cạnh các hoạt động sản xuất tại Trung Quốc, khi mà căng thẳng chính trị lẫn cả thương mại giữa Washington và Bắc Kinh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cũng theo The Information, hai nhà cung ứng là GoTech và Luxshare sẽ lắp ráp AirPods Studio tại Việt Nam. Dự kiến, hai nhà cung ứng này sẽ giao hàng cho Apple vào tháng 6 hoặc tháng 7 sắp tới. Sau đó, AirPods Studio sẽ được Apple bán ra vào cuối mùa hè hoặc đầu mùa thu năm sau. Thông tin của The Information là hoàn toàn có cơ sở, khi nhà phân tích Michigo đã từng dự đoán rằng một mẫu tai nghe Over-Ear hoàn toàn mới sẽ được Apple sản xuất hàng loạt vào giữa năm 2020. Động thái này sẽ là lần đầu tiên Apple sử dụng các nhà máy ở Việt Nam để sản xuất một sản phẩm mới hoàn toàn, thay vì chỉ dựa vào các nhà máy cho việc sản xuất một mẫu sản phẩm cũ đã được làm tại Trung Quốc trước đó, The Information đã nhấn mạnh. Nói thêm về AirPods Studio, mẫu tai nghe Over-Ear này được dự đoán sẽ có khả năng khử tiếng ồn và được bán với mức giá 349 đô, tương đương với khoảng 83 triệu đồng. Trước đó, vào ngày 9 tháng 5, theo Nikkei, Apple sẽ bắt đầu sản xuất mẫu tai nghe True Wireless AirPods tại Việt Nam trong quý 2 này. Khoảng 30%, tương đương từ 3 đến 4 triệu chiếc tai nghe AirPods sẽ được Apple sản xuất tại Việt Nam, chứ không phải ở Trung Quốc như thường lệ. Và báo cáo của Nikkei đã nêu rõ, Apple sẽ chỉ sản xuất AirPods thường tại Việt Nam, chứ không bao gồm mẫu AirPods Pro. Tin tức thứ hai sẽ có trong ngày, ROG Phone 3 được phát hiện trên Geekbench và Wi-Fi ANC. Asus vẫn chưa ra mắt một mẫu điện thoại flagship nào trong năm 2020. Trước đây, công ty đã từng ra mắt một dòng sản phẩm điện thoại thông minh chuyên chơi game có tên là ROG Phone vào cuối năm 2018 và đã tiếp tục phát hành phiên bản nâng cấp thứ hai của dòng điện thoại này vào năm 2019. Bây giờ, ROG Phone 3 có thể đang được rục rịch để chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt sắp tới. Trong một báo cáo mới đây, đã tiết lộ về những thông số kỹ thuật có trên cơ sở dữ liệu của Wi-Fi ANC và Geekbench. Các tin đồn trước đây cũng từng nói về việc ROG Phone 3 dự kiến sẽ được ra mắt vào nửa cuối năm 2020, nhưng cho đến nay, Asus vẫn chưa tiết lộ bất kỳ một thông tin chi tiết nào về siêu phẩm gaming phone đang được cả thế giới mong đợi này. Và trong một danh sách Geekbench gần đây, chiếc ROG Phone 3 đã được lộ diện cho thấy điểm số và mã model của chiếc điện thoại này có nét tương đồng với Y001D của ROG Phone 2. Do đó, nhiều khả năng đây sẽ là điểm số Geekbench dành cho ROG Phone 3. Các chi tiết còn lại bao gồm Snapdragon 865 của Qualcomm, hệ điều hành Android 10 và RAM 8GB. Flagship của Asus đạt 902 điểm trong bài kiểm tra đơn lõi và 3.074 điểm trong bài kiểm tra đa lõi. Một dấu hiệu khác về sự sắp ra mắt của chiếc ROG Phone 3 này là nó cũng đã xuất hiện trong danh sách Wi-Fi ANC. Điều này cho thấy thiết bị sẽ được trang bị chipset WC-A6390 của Qualcomm hỗ trợ công nghệ Wi-Fi băng tần kép. Chiếc điện thoại thông minh này được tìm thấy trong danh sách Geekbench với bản model là Y003DD đã giúp chúng ta được củng cố thêm niềm tin rằng ROG Phone 3 sẽ có thể được ra mắt sớm đây thôi. Đơn kiện đòi Apple bồi thường 500 triệu đô vì tội làm chậm iPhone cũ đã được phê duyệt và người dùng phải chờ đến năm 2021 mới được bồi thường. Apple vào hồi tháng 3 2020 đã đồng ý bồi thường 500 triệu đô để giải quyết vụ kiện tập thể cáo buộc hãng đã làm chậm iPhone đời cũ. Thẩm phán vùng liên bang Edward Davila vừa đã phê duyệt sơ bộ về khoản bồi thường 500 triệu đô cho người dùng tại Mỹ. Tuy nhiên, người dùng sẽ phải chờ đến năm 2021 để có thể nhận được khoản bồi thường này do tình hình đại dịch Covid vẫn đang còn diễn biến phức tạp. Nhà táo cho biết họ làm chậm iPhone đời cũ để kéo dài tuổi thọ pin và giảm nguy cơ tắc nguồn đột ngột do pin của chiếc điện thoại bị xuống cấp theo thời gian. Apple đã không đưa ra lời giải thích cụ thể nào ngay từ ban đầu. Do đó, người dùng tin Apple đang tạo sức ép cho họ để khiến họ mua những chiếc iPhone này mới. Vụ kiện bao gồm những người sử dụng iPhone 6s, iPhone 7 và iPhone SE được mở bán trước ngày 21 tháng 12, 2017. Sau khi trừ chi phí thuê luật sư, mỗi người dùng sẽ được nhận lại khoảng 25 đô và tối đa sẽ là 500 đô. Do vụ kiện chỉ diễn ra ở Mỹ, nên Apple cũng chỉ bồi thường cho những người dùng tại khu vực này. Đây cũng là thông tin cuối cùng của trong bản tin của ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về những thông tin trên? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại.